Thì bà có nhắn nhủ gì tới khán giả cũng như là du khách không? Vâng, tôi rất là cảm ơn khán giả này, nếu mà quan tâm đến gia đình Homestay Tây số 5 là gia đình bà Nguyễn Thị San ấy, tôi đấy là khách có nhu cầu rẽ vào gia đình tôi thì tôi sẽ tiếp đón. Rất là cảm ơn nhiều. Mong khán giả rẽ vào thăm gia đình tôi nghỉ ăn nghỉ nhà tôi vâng. Rất cảm ơn. Bà có thể đọc rõ lại cái địa chỉ nhà mình không ạ? Địa chỉ là nhà Homestay Tây số 5, số điện thoại 0356 143 700, địa chỉ bản Nà Khương, xã Nghi Đô, Bảo Yên, Lào Cai. Khi các bác có nhu cầu để đến du lịch ở Nghĩa Đô và có những cái chương trình nghỉ dưỡng hoặc là tham quan ngắm cảnh ở khu vực du lịch Nghĩa Đô này thì Sơn cũng rất là mong mọi người sẽ qua chỗ nhà ông bà ngoại của em Nghề để ủng hộ cho Homestay số 5 các bạn nhé. Đấy, như các bạn quan sát thấy thì khi mà chúng ta đi từ tuyến quốc lộ 279 đường đi sang bên Hà Giang thì chúng ta sẽ đi vòng theo con đường theo quả đồi như các bạn nhìn đây này. Từ ở ngoài quốc lộ 279 mà để đi di chuyển được vào trong Homestay của nhà ông bà ngoại của em Nghề thì nó sẽ ước chừng đâu đó khoảng 200m. Đây, bây giờ Sơn sẽ ghi rõ hơn để cho mọi người thấy. Các bạn quan sát thấy có một cái ao rất là to đây này. Và bên trong trong cái ao kia thì chính là Homestay của nhà ông bà ngoại của em Nghề. Và bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển máy bay vào bên trong để cho mọi người được quan sát ở một khung cảnh từ trên cao nhìn xuống. Khi mọi người đi vào đây nghỉ dưỡng cũng như là vui chơi, tham quan khắm cảnh ở trong khu vực này thì mọi người sẽ có được một cái view cảnh rất là đẹp. Và khi chúng ta đến nghỉ dưỡng ở ngôi Homestay số 5 nhà ông bà ngoại của em Nghề thì chúng ta có thể là có những cái chương trình giải trí như là câu cá này, rồi neo đồi, vân vân, nói chung là cũng khá là hay đấy. Đấy, chúng ta nhìn quan sát từ trên cao xuống thì chúng ta thấy có cái ao rất là to đúng không? Mà cái ao này thì ông ngoại của Nghề cũng bảo rằng là cũng có rất là nhiều cá to. Và chúng ta khi vào đây nghỉ dưỡng, ăn uống ở trong này thì trong Homestay số 5 của nhà ông bà ngoại Nghề cũng phục vụ đầy đủ tất cả các món ăn dân tộc nhé. Và có một cái điều đặc biệt nữa là mọi người khi đến đây nghỉ dưỡng và ăn uống thì ai có những cái nhu cầu sở thích về câu cá thì sẽ được câu miễn phí và bắt được cá thì đem về nhé. Hoặc là có thể là đem lên trên để chúng ta lướng hay là làm gì đó để sử dụng ngay ở trong khu Homestay này luôn cũng ok. Đây cái biển Homestay này thì bà con thấy là có treo một số những cái gì đây? Nên cái này là nó sẽ có ý nghĩa gì bà? Dân tộc mình đồ dệt đan ấy. À có nghĩa là đan lát. Vâng. Ừ. Trong đan lát, trong cái này cái còn. Cái này là dây dao. Cái còn. Cái đây gọi là cái còn này. Đúng không bà? Còn ném. Còn cái này là cái dây dao. Dây dao.
Vâng, thế còn đây là kiểu như cái giỏ ấy ạ? Ừ, cái này để đựng đồ, đựng hành, đựng tỏi mình. Đây là những cái kiểu như cái đồ dụng cụ trong kiểu hàng ngày của người dân tộc mình thì mới có nhiều. À thế ạ? Ừ, cái này là lại bé nhất. Vâng. Đây, nhà bà thì có homestay là số 5 nhé mọi người. Ai có nhu cầu nghỉ dưỡng du lịch ở Nghĩa Đô thì có thể ghé qua đây để ủng hộ cho nhà ông bà quản nghề các bạn nhé. Còn đây là bên trong này, chắc là bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển bên trong. Đấy mọi người nhá, đây homestay của nhà ông bà ngoại của em nghề đây này. Và trong này thì mọi người có thể có được những cái khung cảnh và có một cái không khí rất là trong lành và yên bình. Ở bên đây thì Sơn thấy có cả ao luôn này, ao cá. À đây, ông bên này đây đúng không? Vâng. Con chào ông. Ông đang cho cá ăn. Ông đang cho cá ăn à? Ở thế kia là gì hay là cháu? Cái đấy là chị của em. À thế. Con của bác. À chị con của bác à? Ờ, đây như mọi người thấy không? Đi xuống dưới này nhá, đi xuống dưới này thì mọi người thấy này, có cái view rất là đẹp, có view cảnh rất là tuyệt vời luôn. Và bên này thì có cả ao cá luôn. Ờ, ao này mình có nuôi nhiều cá không ông? Có. Thế à, có cá to không ông? À, đây là chắc là cá chấm không nhỉ? Chấm này nhiều, chấm chép các thứ. Ông của nghề đang cho cá ăn này các bạn này. Ao cũng rất là rộng, ao rộng mà đây thì view cảnh nói chung là rất là đẹp. Về cái lán này là mới làm à ông? Con nhìn thấy nó có vẻ vẫn mới mới. Vừa làm đầu tháng 4 tháng 5. Vừa làm tháng 4 tháng 5 vừa rồi đây ạ. À? Còn đây, quay rõ hình ảnh của ông ngoại của em nghề các bạn này. Ông là năm nay bao tuổi rồi? Năm nay 63. Ông 63 rồi ạ. À? Vâng, ông 63 nhưng ông khỏe. Ông rất khỏe. Thế là đây bên này là ngăn cái ao khác à hay là trên này để nuôi cá bống với cá chép vàng với cá chẳng. À, thế là trên này thì nuôi cá khác. Vâng. Còn bên này thì thả cá to. Bên này thả cá to này, thế ví dụ du khách mà vào đây nghỉ các thứ thì có cho câu không? Có. Ôi, anh em nhà con toàn những người thích câu đây. Hôm nào con đưa anh em vào đây để nhà mình, trong nhà mình thì có phục vụ về ăn uống cái gì không ông? Có. Có cả đồ ăn luôn ạ? À? Ăn là nghỉ luôn. Ăn nghỉ luôn. Yeah. Vâng. Thế là cái giá nghỉ nhà mình thì như thế nào? Ông có thể nói qua để cho mọi người được biết không ạ? Giá nghỉ đây mới đêm mỗi người 80.000. À thế là vẫn chung chung theo cái giá của Nghĩa Đô mình đặt ra là mỗi một người 80.000. Vâng. 80.000 một đêm đấy. Dạ vâng ạ. Thế thì cái giá nó cũng rất là thích hợp thôi. Và ở trong này con quan sát thấy là trong cái chỗ nhà ông này là view rất là đẹp. Mọi người ai có nhu cầu nhá, nhớ qua ủng hộ cho nhà ông ngoại của em nghề nhá. Đấy. Ai mà có những cái sở thích câu cá thì vào đây thì phải gọi là tuyệt vời. Bên kia có một cây sung rất là to, cổ thụ rồi đấy. Đấy, bên này thì có cả ao. Rồi đi vào đây nghỉ dưỡng xong rồi ngồi đây và câu cá thì gọi là hết nước chấm luôn đấy. Có cả cá cũng mấy cân đấy ông ạ? Hơn 2-3 cân. Vâng. Thịt à. To phần bé. Được rồi, thế chắc chắn là hôm nào đó con sẽ bớt thời gian để con đưa anh em vào đây nghỉ ngơi ăn uống xong rồi câu cá. Vâng. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ di chuyển vào nhà một tí nhỉ. Còn đây là bên dưới khu gầm của ngôi homestay của nhà ông bà thì chúng ta có thể quan sát thấy là như nhà ông bà đây là cũng có rất là nhiều những cái đồ dụng cụ của người đồng bào. Bà cho con hỏi chút là đây là những cái giỏ này là nhà mình là đan và để đây để làm trưng bày hay là chúng ta để bán hay là như thế nào ạ? Tất cả các loại sản phẩm đan này là của hợp tác xá Bảo Tồn đấy. À. Xã là các loại đồ đan sản phẩm này là trước là các bà ấy đan dùng, nhưng bây giờ là bọn trẻ là không biết đan nữa thì sợ bị mai một nên xã cho các bà thành lập một hợp tác xá bảo tồn đây nghề những truyền thống của Nghĩa Đô. Có nghĩa là tất cả những cái đồ đan nát đây thì hiện tại như bây giờ thì như nhà ông bà đây là đang được phép là kiểu bảo tồn lại những cái
đây nó gọi là cái này là các giỏ giỏ này đây là để hành, để tỏi, để các thứ để nó thân thiện với môi trường. Vâng. Nếu mà mình dùng đồ nhựa là nó hay bị đúng rồi ạ, độc hại nên trên là đây, trên này cái... thì có cả cây đàn. Đàn này gọi là đàn gì bà? Đàn tính của hát then ấy. À, đàn tính hát then này à? Vâng. Thế cây đàn này thì bà còn chơi được cây đàn này không? Cũng vẫn được. À, thế nhưng mà dạy cho các cháu múa hát ấy, hát then. À, vâng. Em nghề có chơi được cây đàn này không bà? Chắc cũng được, tạm đang học. Vâng, thế hôm nào con sẽ ghi một cái video nghề cháu ngoại của bà sẽ chơi cái đàn này và hát then. Vâng. Bên này thì có mấy cây lọc cánh nhỉ. À, đây thì có thêm những cái đồ dệt thổ cẩm. Cái này đồ dệt thổ cẩm, cái này là lâu lắm rồi, cái này là bằng thổ cẩm bằng tơ tằm ấy. Thổ cẩm bằng tơ tằm mà dệt thủ công luôn đấy ạ. Vâng. Tơ tằm là mình nuôi tằm. Vâng, bên kia có thấy có cái máy dệt thủ công. Vâng. Thì nát bà có thể giới thiệu cho mọi người được biết đến nhá. Vâng. À, những cái này thì để cái này làm chăn. Sử dụng, may chăn. Sử dụng làm cái chăn đắp. À, vâng, may chăn. Đây chăn là chúng ta đang lưu giữ lại những cái nét văn hóa của người dân tộc mình. Từ ngày xưa là sẽ làm như vậy đúng không bà? Vâng. Đây là cũng là vẫn là những cái giỏ các thứ thôi. Cái này là điên, mình đeo đi làm, đi gặt, đi hái, đựng đồ, thấy cái gì rơi vãi mình nhặt. À, rồi. Ví dụ như đi gặt ấy. Vâng. Thóc rơi vãi ngoài đồng mình tiết kiệm để nhặt vào đây để cho về nhà cho gà cho thịt. À, thế bà đây con còn có thấy cái này nữa này thì bà có thể cái kia là làm như lúc làm cái lều dưới kia rồi vẫn là những cái cây hoa đồ lễ tang để làm đồ lễ tang. Vâng. Và bây giờ thì Sơn sẽ cùng bà di chuyển sang bên khung máy dệt các bạn nhé. Máy dệt thủ công. Bà có thể giới thiệu cho mọi người được biết đến cái trước là làm mảnh to đây là làm chăn, còn bây giờ là làm cái này để may túi thổ cẩm. May túi như này. Thổ cẩm để nếu mà khách đến ấy thì khách có thể mua làm mua đi làm kỷ niệm. Ở trong này có thêu cả cái chữ nghĩa đô luôn nghĩa này. Đô. À? Vâng. Kỷ niệm. Nghĩa đô xanh. Dạ vâng. Ồ, hay quá nhỉ. Thế đây là những cái váy hay là gì bà? Cái này đây là không cái xanh xanh. Điệu. Điệu. À, điệu trẻ em đấy ạ. Thế còn cái này là dây dao. Dây dao và cái này là cái còn. Đây một, rồi cái còn như kia là còn. Như cái nút mà buộc ở ngoài cổng đấy đúng không bà? Còn để chơi xuân. Đây là cái đang dệt đây thì là chính là dệt những cái túi thổ cẩm đây đúng không bà? Vâng, cái này là chính xác là thổ cẩm bằng tơ tằm. Tơ tằm luôn đấy. Kén tằm ấy. Vâng. Mình nuôi tằm xong mình lấy kén tằm về làm. Xong rồi lấy kén xong rồi dệt thành những cái túi thổ cẩm như này đây. Cái này không phải là len, cái này là kén tằm rồi. Kén tằm 100% luôn đấy. Vâng. Chứ không phải len gì cả. Vâng, khách nước ngoài đến là họ thích mua cái loại này. Những cái đồ này bởi vì nó là đồ thổ cẩm, đồ đồ của người đồng bào mình. Vâng. Còn đây là những quả còn đây đúng không bà? Vâng, cái này quả còn làm cho ông Minh lấy đi để trưng bày cái nhà bảo tàng bên kia ấy. À. Cái này còn chưa làm cái tua đâu. Còn phải có làm những cái tua này nữa. Lên nó mới đẹp. Vâng. Cái này làm với cái quả. Quả còn này thì thường thường là người Tày mình thì có một cái ngày lễ hội đó là lễ hội gọi là gì bà nhỉ? Lễ hội xuân. Lễ hội xuân không nhưng mà tên gọi là lồng tồng à? Hay là... lồng tồng rồi thì lễ hội vui xuân này rồi thì lễ hội về các tóm lại là mình tất lại. Cả trong cái chương trình lễ hội thì đều có sử dụng cái có đánh yến đánh còn vâng là đều có cái đánh còn này luôn đúng không bà? Vâng. Thế là cái máy dệt thủ công này thì có từ lâu đời chưa bà của nhà cái này mình? Là lâu từ ngày xưa truyền lại rồi và bây giờ ngày thì xưa có cái này thì mới làm được cái này xong mới làm được chăn để đắp ấy. Vâng. Ngày xưa là không có chăn bán đâu. Như cái này thì bà vẫn đang dệt đây đúng không? Bà vâng, vẫn đang bây giờ đang dệt. Đang dệt những cái túi này đây. Vâng, xong sau này làm cái khăn ấy. Vâng. Khăn piêu ấy. Thế dệt một cái túi như thế này thì chúng ta sẽ mất thời gian có lâu không bà? Cũng phải một ngày mới làm được một cái túi đấy. Một ngày. Ừ. Thế nhưng mà một cái túi như thế này nếu như bình thường mà chúng ta bán cho khách du lịch thì sẽ bán tầm bao nhiêu một tiền? Một ngày xong từ làm nguyên liệu nữa cũng phải là 100 thì mới tạm thôi. Bán 100 nghìn một cái túi thôi ạ? Vâng. Mà chúng ta đã mất một ngày công, sau đó là chúng ta lại còn mất thêm từ nhân vật liệu. Từ bắt đầu làm nguyên liệu này nữa là cái thành đúng là 2 ngày.
2 ngày mới thành thành phẩm của cái túi. Cả may, cả vâng. may, cả dệt, cả... Đây, như cái túi như như thế này, như mọi người xem này. Thì như bà làm thì cả từ khi công đoạn bắt đầu cho đến khi hoàn thiện đến này mất chừng khoảng 2 ngày. Mà một cái túi như này bán chỉ có 100k thôi. Vâng. Ôi, thực ra thì cái giá cũng rất là rẻ và... Cái này thì được làm toàn bộ là bằng kén tằm, 100% nguyên chất kén tằm luôn chứ không phải là bằng len sợi hay là gì đúng không bà? Vâng, vâng. Chứng tỏ là những cái đồ này chúng ta làm rất là kỳ công mà ra thành phẩm bán ra thị trường lại không được cao đúng không bà? Vâng. Nhưng mà chúng ta vì giữ lại những cái nét văn hóa của dân tộc. Vâng. Cái văn hóa của người đồng bào phải giữ gìn lại bản sắc dân tộc của mình ấy. Dạ vâng. Thì nên phải giữ. Vâng. Kể cả đan cũng thế. Đan này là này cũng rất thế, là kỳ bà? Công nhưng mà công bán thì không như, đạt như nhưng một, mà phải vẫn phải làm. Vâng, như bình thường phải như những cái giỏ này thì mình sẽ đan mất quá trình mất thời gian tầm bao lâu thì sẽ được một cái như như bên đây bà. Cái loại như này là đi lấy cây từ đi lấy cây từ chế biến là một ngày rồi xong đan xong làm cái này nữa cũng vẫn là hai ngày cũng mới được phải cái này. Hai ngày. Thì cái đấy nếu như chúng ta bán cả ra nhuộm cái này nhuộm củ nâu thôi không được nhuộm cái màu là nó là bị này, độc hại nên là cái này nhuộm là bằng tự củ nhiên nâu luôn ấy. củ nâu với nhọ nồi. Vâng, sẽ nhuộm toàn thành là đồ tự đấy. Nhiên hết. Cả vâng. Cái này là đồ tự nhiên hết. Ôi, thế cái này thì chúng ta bán ra ngoài thị trường thì bằng bao tiền một cái bà? Cái này chỉ từ 150 trở xuống thôi. Thôi, cái túi giỏ rất là đẹp mà làm kỳ công nhỉ, mà sao mà bán cũng chẳng giá cũng chẳng được cao lắm. Vâng. Cái này thì toàn bộ là che nứa đúng không bà? Cây giang chứ? À cây giang à? Cây giang ở trong rừng ấy, rừng già mới có đấy. À, cái ở nghĩa đô này là không có đâu, và vào cái rừng sâu mới có. Vâng, những cái màu đen đen đây thì nhuộm bằng củ nâu nhọ nồi. Củ nâu nhọ nồi và nhuộm lên thì sẽ đan kèm vào những cái chi tiết hoa văn như thế này. À, bây giờ thì bà có thể đưa con lên tham quan bên trên ngôi hôm Tây nhà mình một chút được không? Vâng, lên tầng trên. Đó, bây giờ thì Sơn sẽ cùng bà đi lên trên tầng trên khu nghỉ. Có thể là chúng ta ăn uống và ngủ nghỉ ở trên này. Bây giờ chúng ta cố di chuyển lên trên nhé. Chúng ta sẽ đi theo cầu thang và đi lên trên. Bên trên thì hôm Tây thì toàn bộ là bằng gỗ rồi. Đó. Ôi. Chào chị nhá. Đây. Hơi tối một chút đấy. Để bà bật điện lên. Đó, ok. Đấy. Như mọi người có thể quan sát thấy là bên trên ngôi hôm Tây thì cắm điện tử mà. Bà ơi, bà cho con hỏi là những cái rèm đây thì có phải là chúng ta sẽ kiểu như là khách nghỉ ấy, thì chúng ta sẽ buông xuống để làm như thành như cái phòng vâng, phòng riêng ấy ạ? Khách đến là mỗi phòng này là hai người là hai đệm, hai chăn, hai gối. Vâng. Và cái giá thành bỏ thì cái này rèm này xuống là thành phòng là, luôn. Là từng phòng từng phòng kín luôn ấy. Vâng. Và cái giá thành thì cũng chỉ có mấy chục nghìn thôi nhỉ? 80 thôi. Đấy, rất là rẻ các bạn ạ. Lên đây thì chúng ta phòng sẽ nào cũng có quạt, có cái hết. Vâng, chúng ta sẽ có được những cái không gian rất là yên tĩnh. Và chúng ta sẽ được hòa nhập với cuộc sống của người đồng bào khi ở trên vùng cao này. Thế như này, như nhà bà này thì ước chừng nó sẽ được khoảng tầm bao nhiêu một cái phòng riêng này? Bao nhiêu phòng riêng? 7 phòng khách. 7. Vâng. À, mỗi một ô này thì là sẽ là một phòng rồi đúng không bà? Vâng. Và chúng ta buông rèm xuống là thành một phòng đấy thì vâng. Sẽ được 7 cái ạ. 7 phòng. Vâng. Thế còn như ở cái gian giữa này chúng ta có thể ngồi ăn uống ở đây được đúng không bà? Vâng, vẫn nếu mà đông khách thì dãy này vẫn ngủ được. Vâng. Thì nếu mà không cần đúng phòng rồi. Ấy. Nếu mà đi kiểu nếu mà tập thể cộng đồng đi. Ấy, đây là vâng, nhà vâng. Du lịch cộng đồng. Đúng rồi, du lịch ngủ cộng đồng thì đàn ông về đến là uống rượu là họ cứ thích ngủ lăn xuống. Vâng. Dài. Đấy, một không gian rất là rộng rãi và ngôi hôm Tây thì sẽ lập bằng lá cọ cho nên là chúng ta cũng không mát. Bị nóng bức đâu. Thì cọ trên này là thì mát chúng ta không như sẽ rất là thoáng mát. Mát rồi thì trời mưa là nó không kêu. Vâng. Yên đó tĩnh. Nó yên tĩnh. Vâng. Đây là khu bếp bên này đúng không bà? Vâng, đây là bếp. Ngoài kia là nhà phòng vệ sinh, phòng tắm. Vệ sinh các thứ là hai tầng, tầng dưới là mấy phòng? Ba vâng. phòng. Vệ sinh đây thì chúng ta làm luôn ở trên này cũng được mà. Ở cả dưới cũng có đúng không bà? Vâng, tầng dưới, tầng trên. Nói chung là cũng nhà tiện. Nhà vệ sinh, phòng tắm. Bếp nấu ở đây. Chị hình như đang nấu món ăn gì à?
hôm nay như là có nghe thấy bảo là có hôm nay khách có khách à, tối nay khách đặt 4 mâm à, thế là tối nay có khách đặt ăn uống ở nhà mình lên luôn đấy. Cứ hôm nào cũng có. Vâng. 1-2 mâm trở lên. Vâng, thấy là ăn uống ngủ nghỉ ở đây luôn rất là tiện. Vào đây thì nó có một không gian rất là yên tĩnh. Đó nhá, mọi người Lào Cai cũng như là ở khắp nơi mà có những nhu cầu du lịch về Nghĩa Đô thì nhớ qua căn homestay số 5 của ông bà ngoại của em Nghề để chúng ta có thể đặt được những món ăn mang đậm tính chất dân bản. Thực phẩm ăn là không bao giờ mua ở ngoài chợ, toàn là thực phẩm của nhà mình nuôi như gà, vịt bầu, gà đen cũng có, gà làng mình trong ao mình nuôi là không nuôi cám, tất tật vâng. Các loại thực phẩm là nhà không có cả gà đen luôn à? Vâng, gà đen có. Món gà đen nó đúng khoái khẩu con mà. Gà đen là từ năm ngoái đến giờ là tiếp khách, bây giờ còn nhiều không bà? Bây giờ là gần hết, gần hết nhưng rồi. Mà vẫn đang nuôi. Dạ vâng. Chưa kịp, phải 7 tháng mới thành con gà vịt. 7 tháng mới mình có thể là thịt được đúng không? Vâng, còn vịt thì 3 tháng thôi. Vâng, vịt thì vịt bầu mình nuôi tại ao mình luôn. Vâng. Nói chung là ăn tự nhiên thôi. Không nuôi cám. Tất cả những cái đồ ăn thức uống ở đây thì toàn bộ là mang đậm tính chất của quê hương, đồng quê mình thôi. Vâng. Đúng không bà? Rất là an toàn về thực phẩm. Vâng. Họ đến ăn thấy ngon là họ chỉ có thưởng. Đúng rồi bà. Đó, như quý vị các bạn vừa nghe thấy bà ngoại của em Nghề, chủ của ngôi homestay số 5 ở tại xã Nghĩa Đô thì đã nói rồi về tất cả những cái đồ ăn thức uống và mọi thứ ở đây thì toàn bộ là mang đậm tính chất của người đồng bào dân tộc Tày, quê hương, yêu dấu Nghĩa Đô. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được những cái không gian rất là yên tĩnh và chúng ta có thể là nghỉ ngơi ăn uống. Và đặc biệt nữa thì tất cả những cái giá thành ở đây hiện tại như là trong ngôi homestay số 5 của nhà ông bà ngoại của em Nghề đây á, thì cũng rất là rẻ và hợp lý để cho du khách đến đây ăn uống nghỉ ngơi. Và bây giờ thì chắc là cũng phải xin cảm ơn về những cái giới thiệu của bà ngoại của em Nghề. Và chắc là có lẽ thì Sơn cũng xin được kết thúc cái video này tại đây. Và thêm một lần nữa thì Sơn cũng rất là mong mọi người khi mà đã xem được những video này và có những cái nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ở trong khu Nghĩa Đô này thì có thể qua ngôi homestay số 5 của ông bà ngoại của em Nghề để ủng hộ cho ông bà nhé. Bây giờ thì chắc là cảm ơn bà rất là nhiều. Thế cuối clip rồi thì bà có nhắn nhủ gì tới khán giả cũng như là du khách không? Vâng, rất là cảm ơn khán giả này, nếu mà quan tâm đến gia đình homestay số 5 là gia đình bà Nguyễn Thị San ấy, tôi đấy là khách có nhu cầu rẽ vào gia đình tôi thì tôi sẽ tiếp đón. Rất là cảm ơn nhiều, mong khán giả rẽ vào thăm gia đình tôi. Nghỉ, ăn nghỉ nhà tôi vâng. Rất cảm ơn. Bà có thể đọc rõ lại cái địa chỉ nhà mình không ạ? Địa vâng, chỉ cụ thể địa chỉ ạ? Là nhà homestay số 5, số điện thoại 0356143700. Địa chỉ bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô, Bảo Yên, Lào Cai. Dạ vâng ạ. Vâng. Thôi, để thay mặt cho tất cả các khán giả cũng như là du khách thì xin cảm ơn bà đã giới thiệu về ngôi homestay nhà mình. Và cũng rất là mong mọi người sẽ có những nhu cầu sẽ ghé qua ủng hộ cho ông bà nhé. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào tất cả quý vị và bạn. Bye bye. Xin chào.